Tạm gác những trận đấu sôi động ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, người hâm mộ bóng đá nước nhà lại trở lại với nhịp điệu của những trận đấu sôi động tại V-League mùa giải 2023-2024. Trận đấu mở màn trước khi các vòng đấu V-League trở lại là trận đấu bù giữa BKMX Bình Dương và Hà Nội FC, diễn ra lúc 18 giờ ngày 24 tháng 11 trên sân vận động Gò Đậu. Chưa bao giờ Hà Nội FC có màn khởi đầu V-League tệ như mùa giải năm nay, họ toàn thua 2 trong 3 vòng đấu đầu tiên, chưa có điểm số nào và đứng cuối trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu khởi đầu mùa giải mới, trên sân nhà hàng đẫy câu lạc bộ Hà Nội bị Hải Phòng đánh bại với tỷ số 3-5. Một tuần sau cũng trên sân hàng đẫy họ tiếp tục để câu lạc bộ Công an Hà Nội đánh bại với tỷ số 2-0. Sau hai trận đấu, đội bóng thủ đô nhận 7 bàn thua, ghi được 3 bàn thắng, chưa có điểm số nào sau hai trận đấu. Hà Nội FC đứng cuối trên bảng xếp hạng. Tính từ đầu mùa giải, trải qua 6 trận đấu, Hà Nội FC mới thắng một trận trước câu lạc bộ Vũ Hán tại Cúp C1 châu Á ngày 8 tháng 11. Sau trận đấu đá bù với Bình Dương, Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách trước câu lạc bộ Pohang tại Hàn Quốc ngày 19 tháng 11. Ngược trở lại, sau một mùa giải bết bát, BK Max Bình Dương có sự đầu tư lớn trước thêm mùa giải mới. Họ mang về những cái tên chất lượng như Hải Huy, Quế Ngọc Hải. Đội chủ sân gò đậu toàn thắng cả hai trận đấu đầu tiên của mùa giải, giành được 6 điểm và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý sau hai vòng đấu Bình Dương thể hiện một hàng phòng ngự chắc chắn khi chưa để thủng lưới bàn nào, ghi được 3 bàn thắng với hàng phòng ngự đang chơi tốt, lại được thi đấu trên sân nhà Bình Dương sẽ có nhiều lợi thế để ít nhất giữ lại một điểm trên sân nhà trước cuộc tiếp đón đội bóng thủ đô. Ở trận đấu với Iraq mới đây vòng loại thứ hai World Cup 2026, trung vệ Quế Ngọc phải phải rời sân vì chấn thương. Đây là điều ban huấn luyện Bình Dương rất lo lắng. Trung vệ xứ nghệ là chốt chặn an toàn đã khẳng định đẳng cấp từ lâu. Do đó nếu Quế Ngọc Hải không thể ra sân trong trận đón tiếp Hà Nội FC thì sẽ là rất tiếc cho đội chủ sân gò đậu. Bình Dương năm nay chơi khởi sắc với nhiều cầu thủ chất lượng phủ cả ba tuyến. Ở vị trí tiền đạo, Tiến Linh đang lấy lại phong độ, ở hàng tiền vệ Hải Huy tiếp tục khẳng định vai trò của mình. Các tiền đạo ngoại của Bình Dương năm nay cũng có chất lượng tốt hơn những mùa giải trước. Trở lại với Hà Nội FC, họ ra sân tại V-League sẽ chỉ được sử dụng 3 thay vì 6 ngoại binh như tại AFC Champions League. Do đó, trong bối cảnh những trụ cột như Văn Quyết, Hùng Dũng chưa có phong độ cao đang khiến Hà Nội FC chưa trở lại với nhịp điều chiến thắng quen thuộc. Cùng với việc phải căng sức đá ở AFC Champions League, nên các trụ cột Hà Nội FC đang trong tình trạng quá tải. Nhất là trong bối cảnh mùa giải này, Hà Nội FC không còn có lực lượng hùng hậu như trước khi nhiều cầu thủ tiếp tục chia tay đội bóng thủ đô. Từ những phân tích trên, dự đoán trên sân nhà Bình Dương sẽ có trận hòa với Hà Nội FC trong trận đấu đá bù vòng một diễn ra lúc 18 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2023. Theo bạn, giữa BKMX Bình Dương và Hà Nội FC đội bóng nào sẽ có chiến thắng và giành 3 điểm trong trận đấu này? hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá xin cảm ơn và hẹn gặp lại